Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Press House tại số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Ở clip này thì tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng mẫu máy giặt Panasonic NAVT 8200. Đấy, nói dòng VT thì các bạn sẽ thấy là nó là một mẫu đặc biệt. Vì thường thường là Pana sẽ có hai dòng là dòng VX và dòng VR. Đây, chúng ta sẽ nhìn qua ngoại hình của nó một chút. Đây cũng được coi là một mẫu cao cấp của Panasonic. Dòng VT thì nó khác với dòng VX và dòng VR, đấy chính là nó làm chân đế cao chống ẩm tốt. Các bạn nhìn thấy là chân đế nhựa của nó cao lên hẳn so với lại dòng VR này và dòng VX này. Đây là dòng có ngoại hình cao nhất. Chúng ta sẽ xem qua ngoại hình của nó một chút. Mang đặc điểm chung chất hàng ở kho Nhật, đấy chính là chất hàng lướt mua đấu giá. Máy rất đẹp, nó đẹp về tổng thể mọi thứ. Tất cả là nguyên bản, không sơn tút. Thành vách này cũng là nguyên bản, không sơn tút. Chất hàng rất đẹp. Đây là model của máy NAVT 8200, có kết nối smartphone, màn hình hiển thị cảm ứng. Thế là nó chỉ có 4 nút thôi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mẫu máy giặt này. Ở mẫu máy giặt mà màn hình cảm ứng này thì tôi có bản dịch tiếng Việt nội dung ở bên trong này. Đấy, vì không thể dán trực tiếp lên đây được như những máy giặt thông thường khác. Thế là tôi sẽ có một bản dịch chi tiết cái nội dung bên trong cái màn hình cảm ứng này. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn về các nút, các phím chức năng và cách sử dụng cái mẫu máy giặt này. Đây là phím bật, phím tắt, khởi động tạm dừng, phím quay lại. Phím quay lại, nghĩa là chúng ta chọn chương trình nào chúng ta muốn quay lại, chúng ta ấn vào đây. Đấy, còn tất cả chúng ta sẽ thao tác ở trên màn hình cảm ứng. Máy sẽ có 4 chương trình giặt. Như cái máy giặt thông thường thôi, chỉ có cái là nó thiết kế trên màn hình cảm ứng thôi. Đầu tiên đây là chương trình giặt thường, là chúng ta giặt xong phôi. Tiếp theo đây là chương trình giặt sấy. Đấy, chương trình này sẽ là giặt sấy khô để mặc luôn. Chương trình tiếp theo là chương trình chỉ sấy, là chúng ta có thể giặt tay em cho vào sấy. Chương trình thứ tư này là chương trình giặt khô. Đấy, nghĩa là các cái đồ chúng ta để trong tủ lâu ngày thì chúng ta sẽ cho vào đây giặt khô để diệt khuẩn, diệt nấm mốc. Đấy, và khử được một phần mùi hôi của nó. Đấy, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn và giải thích kỹ hơn. Để sử dụng thì chúng ta rất là đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta sử dụng một cách cơ bản, chúng ta chỉ cần bật máy lên, chúng ta chọn một trong bốn chương trình này. Đấy, và chúng ta ấn khởi động là xong. Máy sẽ tự cân đồ và đưa ra mức thời gian, lượng nước phù hợp, và chúng ta không cần ấn thêm bất kỳ gì nữa. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thể chọn theo ý mình được. Nếu như chúng ta muốn giặt thường, chúng ta chọn vào đây. Trong giặt thường chúng ta muốn chọn thời gian giặt rũ vắt sấy thì chúng ta ấn vào đây. Đây là chương trình giặt rũ vắt. Hiện tại nếu như các bạn không ấn để lựa chọn thì máy đang ở chế độ tự động. Nếu như các bạn muốn lựa chọn theo ý mình thì các bạn ấn vào. Sẽ ra số phút, muốn tăng giảm thì chúng ta sẽ vuốt lên vuốt xuống này. Hoặc chúng ta ấn cộng trừ. Sau đó ấn xác nhận, ok. Đây là giặt rũ cũng tương tự như vậy. Chọn số lần rũ. Giặt là tính bằng phút, lần là tính bằng rũ là tính bằng lần. Chúng ta ấn xác nhận. Đấy. Vắt cũng tính bằng phút, chúng ta có thể chọn và ấn xác nhận. Và ấn khởi động là xong. Nếu như chúng ta muốn từ lựa chọn theo ý mình. Quay lại là ấn vào đây. Đấy. Ở chương trình giặt sấy cũng tương tự như vậy. Đấy, chúng ta để chọn thời gian vào đây. Đấy. Ngoài ra chúng ta có thể chọn được nhiều các cái chương trình nhỏ khác cụ thể hơn. Ví dụ như giặt chăn này, giặt nhanh, giặt ban đêm. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn ấn vào đây. Đấy. Và chúng ta sẽ chọn các chương trình ở đây. Đây, chọn các chương trình ở trong này. Đấy, thì cái này các bạn sẽ liên hệ với tôi để tôi cung cấp cho các bạn bản dịch tiếng Việt. Bản dịch tiếng Việt có từng chức năng một. Đấy, thì chúng ta có thể chọn theo ý mình. Ở chương trình giặt sấy cũng tương tự như vậy. Để lựa chọn chương trình nhỏ thì chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn chương trình theo ý mình. Đấy.
các bạn chỉ lưu ý cho tôi một cái chương trình là chương trình vệ sinh lồng giặt. Để chương trình vệ sinh lồng giặt đấy thì là chúng ta sẽ chọn một giặt thường này, chúng ta ấn vào chọn chương trình này và chúng ta sẽ chọn chương trình cuối cùng này đấy, và chúng ta ấn khởi động đấy, thì lúc đấy máy sẽ tự hoạt động chương trình vệ sinh lồng giặt. Ở chương trình vệ sinh lồng giặt này thì khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng chúng ta sẽ vệ sinh một lần. Chúng ta cho nước tẩy da ven hoặc nước tẩy lồng chuyên dụng vào ngăn này để chúng ta tẩy lồng. Đấy thì lồng giặt sẽ không bị hôi. Đấy, sử dụng rất là đơn giản vậy thôi. Cái con này thì nó vì nó tận dụng được cái màn LCD này và tận dụng được cái nó cũng có ổ chứa. Thành ra nó sẽ giải thích để cho chúng ta hiểu là mỗi chương trình giặt là tác dụng của nó để làm gì. Đấy, ví dụ nhé, ở chương trình này, chương trình là giặt khô này, chúng ta sẽ chỉ vào đây. Đấy, nó sẽ giải thích cho chúng ta hiểu là cái chương trình này để làm gì. Đấy, có thể giặt được những đồ gì và không giặt được những đồ gì. Để chúng ta có thể giặt giày này, gấu bông này, áo len này. Đấy, không giặt được các vết bẩn cứng đầu. Hoặc là chúng ta có thể giặt được áo len này, giặt được mũ này. Đấy, chúng ta dịch ra thì nó sẽ đại loại là giải thích là giải thích khóa học. Đấy, nó đang giải thích cho chúng ta hiểu. Đấy, cái này thì nếu như chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ tìm vào phần mềm Google Dịch. Chúng ta tải app Google Dịch về và chúng ta chỉ cần chụp cái màn hình này thôi, nó sẽ dịch hết cho chúng ta biết là nội dung của cái đoạn tiếng Nhật này là gì. Nếu như nhà các bạn mà thích dùng hàng Nhật thì các bạn nên tải cái app đấy. Cái app đấy thì là chúng ta có thể dịch được tất cả các thứ tiếng. Và tên của nó là Google Dịch. Chúng ta vào chúng ta search như thế là sẽ ra. Đấy. Sử dụng rất là đơn giản như vậy. Đây là khay xà phòng. Khay xà phòng thì đây là để bột giặt. Đây là để nước xả, đây nước tẩy. Thì cái này bột giặt cũng được mà nước giặt cũng được các bạn nhé. Nó không kén. Chỉ lưu ý là cho lượng ít hơn cái máy giặt thông thường ở Việt Nam thôi. Đây là một khay đựng rác sấy. Thì cái này chúng ta sẽ vệ sinh hai lần sấy, chúng ta vệ sinh đi một lần, bỏ ra để chúng ta vệ sinh. Đấy. Cái này nếu như chúng ta không vệ sinh định kỳ ấy thì quần áo của chúng ta sấy sẽ không được khô. Nên chúng ta sẽ lưu ý cái vấn đề này nhé. Đây, gạt ra này. Đấy. Vệ sinh sạch cái khay rác sấy này đi rồi đào đóng lại. Đấy. Khay rác sấy. Cái này rất hay đấy ạ. Khi chúng ta giặt xong thì quần áo không bị lẫn bụi vải sang nhau. Nếu các bạn giặt cái đồ ở cái máy ở Việt Nam, các bạn thấy là giặt xong nó bị lẫn bụi vải sang nhau, nhìn quần áo rất bẩn. Đấy, cửa mở lồng. Khi chúng ta đóng vào, chúng ta lưu ý là hơi bóp vào một chút thì nó sẽ dễ hơn. Chứ đừng đóng giặt mạnh như này. Thì là giặt như này cũng vẫn được thôi. Đấy, thế nhưng mà chúng ta muốn giữ gìn thì chúng ta làm nó nhẹ nhàng thôi. Đấy. Con này thì là một con bản đầy đủ. Nó có kết nối smartphone, có app này. Có hệ thống cảm biến Ecolor V thông minh này, màn hình hiển thị cảm ứng này. Cái cảm ứng của thằng Nhật này thì về cơ bản tôi thấy là rất là ok. Đấy. Có diệt khuẩn bằng nano này, chính là chương trình giặt khô đấy. Vậy tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Đấy. Đây có một khay rác nữa. Khay rác này là khay rác ướt. Khi chúng ta giặt khoảng 1 tuần chúng ta sẽ bỏ ra vệ sinh một lần. Nếu như rác vào đây quá nhiều mà nước không thoát đi được thì máy sẽ báo lỗi. Các bạn còn thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại là 0966 937 999. Hoặc là các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật Shop Press House tại số 12, ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật, ấn vào biểu tượng chuông để theo dõi clip mới. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác trên website kho hàng nhật bãi.vn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.